Trong giáo lý của Đức Phật, nó có cái gọi là thời kỳ của Đức Phật là thời kỳ chánh pháp. 500 năm sau thời kỳ của Đức Phật là thời kỳ tượng pháp. 1000 năm sau thời kỳ tượng pháp là sao? Là thời kỳ 1000 năm sau là mạt pháp. Như vậy chánh pháp nó mang cái nghĩa là cái lời đó nó gần với những gì Đức Phật nói, còn gần với những gì Đức Phật sống, còn trung thực với những gì Đức Phật sống. Bởi vì càng xa thì tam sao thất bổn, dịch lại truyền lại nhiều lần nó sẽ mất đi với cái gốc. Cho nên những gì còn gần với cái thời kỳ của Đức Phật, gần với những gì hiện hữu Đức Phật thời còn tại thế, gần với những gì đời sống của những bậc thánh tăng, cái đó nó còn gần gũi. Và con người sống đúng với chân lý, chứng đắc được điều đó và phạm hạnh như vậy, thì cái mà xung quanh trong thời đó người ta gọi, tạm gọi đó là chánh pháp. Nhưng mà nếu thời này chúng ta có thể so sánh về thời gian, là thời này chúng ta đang sống thời gì? Thời mạt pháp. Mạt là ngọn á, chứ không phải mạt là mạt sát hay là tàn mạt, không phải như vậy. Chúng ta hiểu cái chữ mạt mà tàn mạt là hiểu sai. Chánh pháp là gần gũi với Phật pháp, cái thời kỳ đúng với Phật pháp, đúng với chân lý, cái đó gọi là chánh. Còn thời kỳ tượng pháp, cái chữ tượng đây không phải là tượng lặn voi, tượng phải là cái tô bự của mình, mà ở đây tượng là nó na ná, nó gần gần giống với thời kỳ chánh pháp gọi là tượng pháp. Còn thời kỳ mạt pháp, chữ mạt của chữ Hán, chữ mạt là cái ngọn, có nghĩa là càng xa Phật pháp, càng rời Phật pháp thì gọi là cái ngọn. Như vậy căn cứ vào thời gian và trình độ căn cơ của chúng sinh, chúng ta tạm chia ra là chánh pháp, tượng pháp, mạt pháp. Chứ thật sự vào chính thời này, nếu chúng ta tu như những gì Đức Phật dạy thì chúng ta vẫn là chánh pháp như thường. Con người hư mà người ta nói là nhân hư đạo bất hư, con người có mạt, có tượng, có chánh, còn Phật pháp thì không có mạt, không có tượng, chánh gì cả. Từ thời Đức Phật cho đến bây giờ, chân lý thời Đức Phật tỷ ngàn năm sau, triệu kiếp sau vẫn là chân lý. Như vậy trong luật học Đức Phật có dạy một câu, Đức Phật nói này Subhadda, trong pháp và luật này bất cứ một vị tỳ kheo nào sống đúng theo pháp và luật này thì trên thế gian không bao giờ vắng bóng các bậc A-la-hán. Đây là một câu tuyên thuyết của Đức Phật. Như vậy nếu thời này chúng ta cho là mạt pháp, nhưng mà những người sống đúng với đời Phật dạy vẫn đắc đạo, vẫn giác ngộ tại cuộc đời này. Cho nên ở đây chúng ta thấy cái chữ chánh pháp nó mang cái nghĩa là đúng với chân lý, đúng với Phật pháp. Nó xác thực cho những gì mà một đời sống của một vị Phật hay một vị thánh tăng đang sống, người ta gọi đó là chánh pháp. Hay gì đạo Phật.